chỉnh đa năng gấp gọn, siêu cứng, siêu bền, chặt được cả gạch, được thiết kế đặc biệt tối ưu hóa sự linh động dành cho quân đội. Ngay từ khi ra mắt, xe quân dụng đa năng được hàng ngàn người săn đón. Một sản phẩm xuất sắc. 4 lý do khiến 1.500 cái bán bày hết trong vòng một tuần ra mắt. 1. Thiết kế siêu gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Sản phẩm xẻng đa năng quân đội gồm 3 khúc, 12 dụng cụ hỗ trợ. Trọng lượng của nguyên bộ xẻng chỉ 1,2 kg. Nhẹ nhàng, gọn gàng nhưng vô cùng mạnh mẽ. 2. Tích hợp 20 chức năng trong một. Xẻng quân dụng đa năng có nhiều chức năng hữu dụng như cuốc đất, đào hố, chặt cây, cưa cây, vặn ốc vít, cắt gọt thực phẩm, khui đồ hộp, dụng cụ săn bắt cá, phá kính cứu hộ, mồi lửa, thổi còi cứu hộ và còn rất nhiều công dụng khác. 3. Công nghệ sản xuất hiện đại, được gia công bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao, từng đường nét trên chiếc xẻng đa năng rất tinh xảo. Các chi tiết như ren xoắn, hai tay cầm chống trơn trượt đều làm tỉ mỉ. Độ dày của sản phẩm là 0,5cm, rất tuyệt vời để sử dụng mà không sợ bị cong gãy. 4. Chất liệu siêu bền, siêu cứng. Đây là chiếc xẻng đa năng độc đáo với độ dài 78cm, hơn hẳn các loại xẻng khác trên thị trường, được làm từ hợp kim nhôm và thép T6 chất lượng cao, giúp sản phẩm cứng cáp hơn, bền bỉ hơn bao giờ hết. Khuyến mãi đặc biệt ngay hôm nay.